Ok, đến đầu tiên. Let's go. Mang chào sen. Yeah. Mang chào sen. Có sắc mạnh. D King. Ah, yeah. I remember him, D King. Oh, Sparky Bass, Sparky Earthquake, Goblin Zion. Yeah. Thôi xong rồi, ba luôn trong cái bài này làm gì có cửa. Áo đấu lại thế á, áo đấu này đấu lại, đây là của team của Genji. Genji và team kia là team của thằng Razer này, mình không biết team của đội nào. Không mặc MSI này. Genji thì các bạn quá nổi tiếng rồi, các bạn chơi PUBG hay các bạn chơi game nào cũng thấy Genji mà. Một team eSports mà hình như là có trụ sở ở châu Hàn Quốc hay sao. Hard counter. Đọc cream đẩy lên. Không được. Chết mẹ tôi dùng cua vào kìa. Anh em bình tĩnh. Hard counter mà lo gì. Chào cùng là một con Musketeer rồi. Thôi xong rồi, bắt được Musketeer rồi. Woo. Anh ấy là giáp. Nè, phòng giữ giáp lại cho đàn nó rồi. Goblin đẩy lên, không được rồi. Vẫn kịp. Trong cái turn này mình nghĩ là không kịp Eli chứ mà vẫn kịp. Sparky đẩy lên, giáp đâu Sparky. Không được. Balloon một turn đau lắm. Tầm 1200 máu cơ mà. Nó sẽ cần hai top đồng. Ờ, hình như hai cọc là xong, cái con là xong trụ rồi. Nép hay nhở. Rồi, thôi xong rồi, đàn bát bị bắt bài rồi. Miner đẩy lên, bắt green, không được rồi. Giáp, ý nghĩ là giáp. Không được, rồi, không cần giáp. Rồi, đổi hướng. Không kịp của Sparky. Đẩy khó quá, bây giờ phải đẩy cùng lên rồi. Khó rồi. Bây giờ mà nó đẩy rồi, đúng rồi, đẩy Goblin. Nhưng mà trong cái tờ Musketeer đẩy lên bắt đi, đừng có để một cái giáp nữa, một cái giáp cho căng. Giáp đi. Rồi, Earthquake. Hay quá. Game hơi căng. Ủa sao cái thanh cưới của mình nó không chìm không? Phải đẩy Goblin Giant cùng với là à, Goblin đúng rồi, Goblin Giant cùng với hướng của Balloon, bởi vì là hai con spear nó có thể giúp được defend được Balloon. Và bây giờ là thời điểm X3. Có kịp không? Nguy hiểm quá. Đừng để Balloon vào trụ. Cần một giáp. Giáp đi. Đừng để Balloon nó nhảy một phọt thôi là gần như là hết máu rồi. Goblin đến phạt. Rồi đẩy hai len luôn. Không phải là không chạm được đấy mà tại vì là họ đẩy con bomb tower lên. Sparky. Đánh hay vậy đấy. Đấy chút. Well play. Ok. Minh Trang Seo. You're good. Queen Red cao lắm á. Để mình xem nào. Đúng rồi, mình nghĩ là Queen Red cao đấy. Lần trước còn đánh thắng cả Mexico, những cái team lều tiều chết hết.
Ok, hình như đây là mình thiên về Pekka. Mình thiên về Pekka hoặc là Ram Rider gì đó. Pekka, Pekka, Pekka. Để mình nhớ cái deck này. Thì Pekka xoay nhanh lắm. Pekka thì bên kia Rider Dragon thôi. Cướp cho Link Sweet luôn. Ram Rider Pekka. Mình đi không phải là Mega Knight đâu. Đúng rồi, Lightning, Lightning. Hơi cổng cảnh. Chơi game này hơi khó rồi. Rồi, jeep, 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 jeep. Clean sweep. Clean sweep. Clean sweep coming. Opeka, one hit. Ok, clean sweep. Rồi, thả con Skeleton quá hay luôn. Ăn được cái chữ. Không được. Ôi, Outcycle, GG. Well played. Miếng trang sao? À, miếng trang sao? Lightning! Lightning luôn, Ram Rider nhảy vào chút luôn. Đổi hướng, hay quá. Chuẩn luôn. Pekka trong cái bài này nó khỏe lắm. Bởi vì là cycle rất nhanh. Một mình có Pekka đến sau. Chấp luôn à? Chấp con Lumber để bắn sau luôn đấy. Digging! Digging! And the last lightning coming. You need a lot lightning and snowball gem. Woo! Okay, clean sweep. Maybe. One hit, two hit. Go. Knock tap. Bọn này nội gián rồi, nội gián. Đánh, tôi vừa đánh tôi vừa khóc. Chơi kiểu gì đấy chứ. Hard counter. Đánh. Ok, clean sweep này. Ok, chúng ta phải đến vào có thể là đến cuối cùng, đánh tìm. Cái số được. Cái tạ là nặng quá, chúng ta còn Elsio nữa cơ mà. Nhưng mà mình vẫn mong là có sẽ có ông Daking để thua, sau đấy chúng ta sẽ không ở Elsio đánh với lại Elsio xong game vui. Game vui luôn. Ơ. Sao lại bỏ tơ này ta? Ồ, zip 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 Daking. Ôi giời ơi, hình như là Elixir Golem. Chắc chắn lại bỏ tên đang tên vừa rồi bởi vì là không thả được Elixir. Như bài xấu. Dễ ăn dài là Double Pin, so. So. I think the King win, I think. À, Barbarian and Whip. Elixir Golem. Không phải lát đâu, chẳng qua là cái bài đấy không ra được con không phải bán độ đâu, chẳng qua là ở trong cái tên đấy là cố gắng là muốn xoay cái Barbarian Hood, nhưng mà Barbarian Hood trong tên đấy không có, vì vậy là không thể thả được con Electro, vì Electro mà trong tên vừa rồi ấy mà ra thì nó sẽ bị outcycle. Tuy nhiên là trong cái tên vừa rồi lại vẫn phải ép ra con Electro, bởi vì bên này là đi kinh hoạ, anh ta thả con Prince trước đúng không. Rồi, Electro đây rồi. Rồi, Zion đổi hướng, chắc chắn là như vậy. Bởi vì Zion mà đánh cùng hướng với kia là không, gần như là không có con gì này để có thể defend được con Electro Dragon. Mình nghĩ là liệu rằng đây là Escolem hay là Grave Trap.
mình nghĩ ngay đến cái đích đấy. Bởi vì mình thấy, nhưng mà healer thì lại đi với lại Golem nhiều hơn, hoặc là Golem. Chứ healer không đi với lại với giáp đâu. Vậy là Fireball thì gần như là đến là tôi sẽ ghi rồi, Clean Sweep. Alistair Golem không phải là Grave Trap, bởi vì đây là Fireball. Nhưng mà người ta cẩn thận trong cái turn này, bởi vì là phải giết được con Electro. Phải giết bằng được con Electro thì các bạn làm gì làm. Fireball Electro. Hả? Sao con giết con... Ông này đánh cái vẹo gì vậy? Tăng độ khó cho game hả? Hey, what are you doing bro? Tăng độ khó cho game anh em ạ. Đã lìm. Có Giant đâu? Bán độ. What the fuck? Đi kinh, what are you doing? Fireball, Wizard, Push, Zion, his your Fireball and Cycle of Electro Wizard, or maybe Zap. Kill Electro Dragons first. Bán độ. Thôi, quả này mà thua thì đúng toàn thật anh em ạ. Game thắng gần như 80% rồi. Đâu phải tính làm gì căng. Đùa. Quá buồn trong đội bắn thạt. Ok, Elsio. Esper. Ok, Mazigature. Và Fireball here. Goblin. Được rồi, em bắt đầu. Chơi trò này tấu hài anh em. Thua thì đúng là sấp mặt. Ok, right, Hawk Fireball. Elixir Golem. Rồi, đây là Elixir Golem, mình được biết cao. Đẩy lên. Như là có Elixir Golem hay Healer đây rồi. Ôi giời ơi, không được rồi. Thôi không được rồi, một pha Earthquake. Thôi xong rồi, Earthquake này hơi sớm. Earthquake hơi sớm và bây giờ là Elixir Golem mà không có thể nào giết được con Electro, chắc chắn là như vậy luôn. Thôi, nát game rồi, nát. Khóng game này nữa thôi cho kịch tính. China thua ngược thì mỡ mặt. Rồi, một cái lock lại còn fail nữa. Câu chuyện đi hơi xa rồi anh em ạ. Thẻ cuối cùng đó là một con Hunter. Thì làm thế nào con Hunter đó có thể giết được con Electro Dragon? Đấy là một bài toán khó. Và làm thế nào để con Mazigature có thể bắn được con Electro? Bởi vì là Tornado và Baby Dragon nó sẽ kéo tất cả mọi thứ lại. Làm thế nào đây, các bạn trả lời cho mình những cái. Đây ạ, đây mới là điều khó để trả lời, các bạn có thể trả lời. Nát game. Phải thả con Electro Golem bên phải, đúng rồi, câu bên kia, chuẩn luôn. Mazigature chuẩn. Tách ra, hợp lý. Yes, you had to kill, yeah, of course. Because he have Fireball to kill Mazigature. So I think Elsa we should keep IC Golem to defend Electro Wizards. Phải hạ đẹp thêm tiền được. Oh my god này. Thôi, bây giờ Mazigature sẽ đẩy lên bởi vì Roy Fireball vừa ra rồi. Magic Archer coming. Hunter. Icy Golem. Không bút rồi, để rồi. Rất nguy hiểm bởi vì trong tuần tiếp theo nó xoay được con. Đẩy mini Pekka rồi. Không được, Electro đẩy lên. Mà bà này không còn bút hay không. Super anh ta có tỷ lệ thắng cao hơn bởi vì lại bây giờ anh ta mà đặt một con. Trời ơi. Tôi muốn giết vậy. Tôi đã yêu. Đánh kiểu gì đấy các bạn ơi. À, con Electro tách ra rồi, không sợ. Rồi, thêm được 4 Elin nữa. Let's go, Yoshino.
BDPK một hit. BDPK chiếm đau quá. Bắn giáp. Ủa, tại sao Esuper anh ta không đặt cùng hướng ta? Nhưng mà anh ta không thể đặt được cùng hướng. Rồi, có BDPK đi lên rồi. Earthquake có không? Hunter bắn vào cực kỳ giáp. BDPK! Ui, Fireball cho đàn họ. Fireball cho đàn Royal Hawk thì thực sự là Elsifer anh ta đang bị outcycle quá rồi. Win. Elsifer win. Một pha đánh của đẩy rất hay của Elsifer. Mặc dù là biết là rất là khó để có thể giết được con Electro. Tuy nhiên thì bây giờ là thời điểm để đẩy lên. Không có một cơ nào. Royal Hawk sẽ bảo trụ ngay 100% là như vậy. Mà con số 2 hit mà Magic Archer bắn tí. Đây là thời điểm đấy Magic Archer thể hiện tài năng của mình. Earthquake, nhưng mà đây là tên cuối cùng rồi. Earthquake và một cái góc cuối cùng. Đúng là kịch bản cực kỳ là tuyệt vời. Perfect game. Perfect. And congratulations China. Congratulations China team. It's a bad game. Hay quá. Congratulations LCO, congratulations China. Không bán độ. Subscribe.